Hôm nay là ngày 13 tháng 8 năm 2022. Mình sẽ dẫn các bạn đi xem chuyến xe lửa từ thành phố Antwerpen nơi mình ở đến thủ đô Brussels. Bởi vì mình thấy hiện giờ cũng có nhiều người Việt Nam đi du lịch tại Brussels, nước Bỉ này nhiều lắm. Mà mình muốn giới thiệu cho bạn chuyến xe lửa rất là dễ dàng với giá vé vào ngày cuối tuần thứ bảy chủ nhật. Giá vé đi và về từ hai thành phố lớn nhất của nước Bỉ là Antwerpen và Brussels, giá vé chỉ có 9 đồng nếu bạn đi vào ngày thứ bảy và ngày chủ nhật. Còn nếu bạn đi trong tuần từ thứ hai tới thứ sáu thì giá đi và về là 15 euro, tương đương với đi là 7 đồng rưỡi và về là 7 đồng rưỡi. Vé đi rất là dễ dàng, mua rất là thuận tiện. Các bạn có thể mua ngay tại quầy, tất cả các nhà ga đều bán và họ rất là thân thiện, vui vẻ và trên xe lửa rất là sạch sẽ. Bên ngoài với nhiệt độ hơn 30 độ C nhưng trong xe lửa khoảng 20 độ C và rất là sạch, rất là thoải mái. Khoảng cách từ thành phố Antwerpen, thành phố lớn thứ hai của nước Bỉ, đến thủ đô nước Bỉ là Brussels khoảng cách là 45 cây số, và nếu đi bằng xe lửa chỉ mất thời gian khoảng hơn 35 phút, 30 đến 35 phút. Mình cho các bạn xem một dòng chuyến xe lửa từ Antwerpen, thành phố thứ hai lớn nhất nước Bỉ, đến thành thủ đô của nước Bỉ là Brussels. Một lần nữa, giá vé đi và về ngày thứ bảy chủ nhật chỉ có 9 đồng. Nếu đi trong tuần từ thứ hai tới thứ sáu, giá đi và về là 15 euro. Và mua vé được tại tất cả các nhà ga, rất dễ dàng, rất thuận tiện. Các bạn đang đứng tại nhà ga Mechelen, trên đường đi từ thành phố Antwerpen đến Brussels. Thành phố Antwerpen là thành phố lớn thứ hai của nước Bỉ và Brussels là thủ đô. Sân ga tại Mechelen đã được xây dựng lại và hoàn thành cách đây một năm. Nhà ga rất hiện đại. Đây cũng là một trong những nhà ga quan trọng của nước Bỉ. Trên và cũng chuyến xe lửa này sẽ đi ngang qua sân bay luôn. Hiện giờ chúng ta bắt đầu tiến vào thành thủ đô Brussels và đây là nhà ga ở bên phía bắc Brussels nó. Và một lần nữa cô tôi cũng nói rõ là giá đi xe lửa từ thành phố lớn thứ hai nước Bỉ là Antwerpen đến thành phố thủ đô Brussels ngày chủ nhật và ngày thứ bảy, giá đi và về là 220.000 đồng Việt Nam đi và về. Nếu các bạn đi trong ngày từ thứ hai tới thứ sáu, đi và về là 400.000. Với khoảng cách hơn 40 cây số, chạy xe lửa khoảng hơn nửa tiếng. Chính xác là khoảng cách 45 cây số. Và khi tiến vào thủ đô Brussels, bạn có thể thấy những tòa nhà cao tầng. Nhà ga ở trung tâm thủ đô Brussels, gọi là Brussels Center, thì nằm ở dưới tầng hầm. Từ nhà ga trung tâm thủ đô Brussels, gọi là Brussels Center, đến khu phố cổ chỉ khoảng hơn 5 phút đi bộ. Và hôm nay người ta tổ chức lễ hội hoa, và những hoa hôm nay được kết bằng tấm thảm lớn nhất thế giới, được tổ chức 2 năm một lần. Nghĩa là 2 năm chẵn, ví dụ 2018, 20, 22, 24. Nhưng bởi vì dịch Covid 2020 nên hoãn lại
Và hôm nay họ tổ chức rất là lớn để kỷ niệm 50 năm lễ hội hoa, những thảm hoa kết bằng thảm hoa. Các bạn sẽ thấy đây là nhà ga trung tâm của thủ đô Brussels, và từ đây tới quảng trường quan trọng nhất cho du khách chỉ có hơn 5 phút đi bộ mà thôi. Và ngay tại quảng trường hôm nay họ tổ chức lễ hội hoa, những tấm hoa được làm bằng tấm thảm lớn nhất thế giới, các bạn sẽ thấy lát nữa. Và từ quảng trường này, từ nhà ga trung tâm này tới quảng trường chỉ hơn 5 phút đi bộ. Các bạn, là nhà ga trung tâm của thủ đô Brussels, và từ đây tới quảng trường Grand Place, nơi tổ chức lễ hội hoa với thảm hoa lớn nhất thế giới, chỉ có hơn 5 phút đi bộ mà thôi. Các bạn có thể thấy rất nhiều du khách bắt đầu đến đây để đi tới quảng trường chỉ hơn trong 5 phút đi bộ. Nước Bỉ này họ tổ chức hệ thống phương tiện giao thông rất là tốt, rất là thuận tiện, ở vị trí dễ dàng dành cho mọi người, ai ai cũng có thể đi bộ được cả. In front, trước mặt các bạn, đây là một trong những cửa hàng bán bia tại nước Bỉ, ngay tại khu phố cổ. Và nước Bỉ này họ làm hơn 200 loại bia khác nhau và được kiểm tra rất là gắt gao bởi chính phủ. Đây là một trong những cửa hàng bán bia tại nước Bỉ. Nước Bỉ có hơn 200 loại bia khác nhau. Một vòng cho các bạn thấy ngay tại khu phố cổ, bắt buộc phải đi bộ mà thôi. Bởi vì từ nơi này nữa mà đi xe hơi cũng không đi cũng không được nữa, và giá đi xe lửa rất là rẻ. Tất cả mọi người đều đi bộ trong khu phố cổ. Tất cả mọi người đều đi trong phố cổ, đều đi bộ cả. Và từ xe lửa đến nơi này chỉ khoảng hơn 5 phút đi bộ. Và hoàn toàn nơi này là những cà phê, khách sạn, nhà hàng. Hôm nay là lễ hội hoa rất là lớn, nên mọi người bắt buộc phải đi bộ trong khu vực này. Trước mặt các bạn là tấm thảm hoa lớn nhất thế giới, chiều dài 70m và chiều rộng 25m. Những loài hoa được đính chủ yếu là hoa thu hải đường và hoa thược dược. Đây là một trong những 10 quảng trường đẹp nhất thế giới, và ngay tại trung tâm thủ đô Brussels. Từ nơi này đến nhà ga khoảng hơn 5 phút đi bộ mà thôi. Lễ hội hoa năm nay kỷ niệm lần thứ 50, bởi vì họ bắt đầu làm lễ hội hoa này vào năm 1972. Tấm thảm hoa lớn nhất thế giới này chiều dài 70m và chiều rộng 25m. Chủ yếu làm từ hoa thược dược và hoa thu hải đường. Lễ hội hoa chỉ tổ chức 2 năm một lần. Mọi du khách đến Brussels đều thăm quảng trường này, quảng trường đẹp nhất. Một trong 10 quảng trường đẹp nhất thế giới. Lễ hội hoa năm nay chỉ tổ chức 2 năm một lần. Lần cuối cùng là 2018. Nhưng 2020 họ phải hoãn lại bởi vì dịch Covid. Những tòa nhà trước mặt các bạn đều xây hơn 400-500 năm, đương nhiên họ trùng tu thường xuyên.
Một lần nữa xin nói rõ, các loài hoa này chủ yếu là hoa thược dược và hoa thu hải đường. Màu vàng đó là màu vàng của hoa thược dược đó các bạn. Hoa thược dược có hơn 10 màu: vàng, đỏ, hồng, tím, hồng lợt, cam. Tổng cộng là ít nhất là 10 màu hoa thược dược. Lễ hội hoa năm nay tổ chức lần thứ 50. Họ tổ chức lần đầu tiên vào năm 1972. Chỉ 2 năm một lần mà thôi. Mình đến gần hơn, sát tấm thảm, cách nhau chỉ hơn nửa mét để các bạn thấy rõ tấm thảm lớn mức độ nào. Chiều dài 25m và chiều rộng. Chiều rộng 25m và chiều dài hơn 70m. Những màu sắc của các loài hoa này chủ yếu là hoa thược dược, bởi vì hoa thược dược rất có nhiều màu. Hoa thược dược có ít nhất là 10 màu và chỉ có vào mùa hè từ tháng 6 tới tháng 9. Màu xanh đương nhiên là màu của cỏ. Năm nay họ làm tấm thảm rất là đẹp bởi vì kỷ niệm lần thứ 50, từ năm 1972 đến năm 2022, lần thứ 50. Tiến gần hơn bạn sẽ thấy tấm thảm rất là đẹp. Màu cam trước mặt các bạn đó là màu của cà rốt. Tấm thảm lớn nhất thế giới, tại vị trí đẹp nhất thế giới. Một lần nữa mình sẽ cho các bạn xem lại tấm thảm, toàn bộ tấm thảm, từ phần đầu tấm thảm đến phần cuối tấm thảm. À, mình cũng quên nói rõ luôn là hơn 120 người làm tấm thảm này, và trong vòng 4 tiếng. Họ chỉ làm tối hôm qua mà thôi. Tối hôm qua có nghĩa là ngày thứ 6, 12 tháng 8 2022, để kịp cho sáng nay là thứ 7, ngày 13 tháng 8 2022. Hơn 120 người làm tấm thảm này, với chiều dài hơn 70m và chiều rộng 25m. Cách chỗ cách thảm hoa chừng 2 phút đi bộ là rất nhiều quán cà phê, nhà hàng. Mình cho các bạn thấy xung quanh nơi này, để sau khi xem tấm thảm hoa rất là mệt, hay là tới quảng trường trung tâm thì các bạn có thể ăn uống ngay tại gần đó, cách chỉ có 2 phút đi bộ mà thôi. Rất nhiều quán cà phê, nhà hàng với giá cũng rất là tương đối rẻ, từ 5 tới 10, 15 euro. Thấp nhất là 5 euro. Khoảng hơn 100 ngàn Việt Nam với giá thấp nhất. Đây là nơi trung tâm mua sắm xưa nhất châu Âu, với những cửa hàng nhỏ thôi nhưng mà xưa nhất châu Âu, ở vị trí đẹp nhất ở nước Bỉ. Đây là một trong những cửa hàng bán sô-cô-la nổi tiếng nhất nước Bỉ. Và sô-cô-la nước Bỉ là sô-cô-la ngon nhất thế giới.
Tất cả du khách đến nước Bỉ đều mua sô-cô-la về nhà để làm kỷ niệm, làm quà tặng. Ví dụ như cái sô-cô-la trước mặt các bạn giá 27, gần 28 euro. Bởi vì vị trí này là mắc nhất của nước Bỉ nên giá như vậy thôi, chứ nếu mua những cửa hàng khác thì giá khoảng 15. Bây giờ mình cho bạn xem 360 độ cảnh quảng trường, một trong những quảng trường đẹp nhất thế giới. Và quảng trường này được xây dựng hơn 400 năm về trước. Next to the Grand Place, bên sát cạnh quảng trường là nơi bức tượng một vị thánh. Nhiều du khách đến đây chụp hình và sờ lên tượng vị thánh bởi vì họ tin rằng vị thánh này sẽ đem tới may mắn cho họ. Phần đông tất cả du khách đến Bruxelles đều thăm phiến vị thánh này ngay tại sát quảng trường đẹp, một trong 10 quảng trường đẹp nhất thế giới. Ở xung quanh quảng trường, một trong những quảng trường đẹp nhất thế giới, có rất nhiều tiệm bán kem và bánh. Và đây là một ví dụ điển hình, cái tháp bằng sô-cô-la. Và sô-cô-la của nước Bỉ là một trong những sô-cô-la ngon nhất thế giới. Ở đây rất nhiều tiệm bán sô-cô-la và bánh, đặc biệt là bánh này, bánh waffle. Đây là một trong những bánh biểu tượng của nước Bỉ. Giá một cái bánh như vậy là 3 euro.